Em ơi. Wow, em xinh thế. Cho anh xin số nhé. À, anh muốn xin số điện thoại của em à? Mơ đi cưng, anh nhìn lại bản thân mình đi. Chẳng ra làm sao cả. Từ từ, CJ vừa nghe một cái thông tin là có một số bạn đang trải qua những cái trường hợp như thế này. Yên tâm, bởi vì chính CJ cũng đã từng bị rồi. Nhưng đấy chỉ là trước CJ biết đến những điều này thôi. Nhưng mà nhìn lại, mình nghĩ ước gì tôi đã biết đến điều này từ lâu rồi. Nhưng mà không sao, CJ đã học từ những kinh nghiệm đau thương rồi, để các bạn cũng phải trải qua những điều đáng sợ nhất của đàn ông. Nên hôm nay CJ sẽ chia sẻ với các bạn 5 cách để kiếm được bạn gái một cách rất dễ dàng. Hey, thằng kia. Mày muốn tặng gái như cô kia mà mày lại như thế kia hả? Hả? Tự nhìn lại mình xem. Mày hãy lắng nghe và làm theo như điều mà CJ sắp nói này. Và đảm bảo mày sẽ tán được cô ấy. Ok? Mày muốn tán được cô ấy thì đầu tiên bạn phải phát triển sự tự tin của bạn. Làm sao bạn có thể tự tin được nếu mà ngoài hình của bạn nó chưa đẹp lắm? CJ đang không nói cái vấn đề một người to đùng như thế này nhá. Mà mình chỉ cần nếu mà một ngày mình ít đắt khoảng 10 lon chẳng hạn, ít nhất phải dễ nhìn là mình cũng phải một người đàn ông lười. Và body của mình nó phải kiểu hoạt động một tí, đến sức khỏe, đến ngoài nhìn cũng sẽ đẹp hơn, các bạn cũng sẽ tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, bạn cũng phải biết chọn những trang phục mà phù hợp với cơ thể của bạn, chứ không phải những người mà đã béo rồi lại còn mặc áo chặt mình sẽ nghĩ là nó sẽ làm mình gầy hơn. Không phải đâu, mà mình phải mặc những bộ quần áo mà nó phù hợp với cơ thể của mình. Hơn nữa, mình cũng phải cố gắng làm sao mà mình có thể kiếm công việc ổn định. CJ đang không nói là mình phải giàu có, đi ô tô xịn cho các kiểu nhá. Ít nhất người ta phải biết là mình là một người đàn ông không lười, trụ cột và tự lập, chứ không phải một người đàn ông ăn bám mà lúc nào cũng phải xin tiền bố mẹ. Bố mẹ cho con xin tiền. Có công việc ổn định, mình đi làm đầy đủ, mình kiếm được chút tiền đã là đủ rồi, để người ta có thể biết là mình là một người đàn ông có tương lai. Đấy là cái quan trọng nhất. Mình cũng phải nhận ra điều như là ai cũng là con người như mình chứ, nó cũng là con người mà, tại sao cứ phải sợ nó xinh gái, nó đẹp, nó thế này, nó thế nọ. Ok, nhưng mà vẫn là con người, nên mình phải biết là khi mà mình đã làm những cái điều này, kiểu gì mình cũng sẽ tự tin lên. Được đấy nhỉ, đúng là không kém một tí nào luôn. Bây giờ mày đã đẹp trai lên rồi, đã kiếm được công việc hùn nị rồi, thì bây giờ nghe này. Điều thứ hai, bạn phải biết tìm kiếm những bạn gái thú vị nhất ở đâu. Nếu anh chẳng có tưởng là mình sẽ ở nhà chơi game suốt mà kiếm được bạn gái à? Còn lâu nhá. Đối với CJ không có nơi nào mà dễ dàng hơn trên mạng. Bây giờ biết là có nhiều bạn gái suốt ngày sống ảo rồi chụp ảnh ảo các kiểu. Nhưng mà nếu mà mình là một người đàn ông biết tìm kiếm những cô gái thú vị, thì mình phải biết là mình nên nhìn địa điểm gì. Chứ mình sẽ không tập trung vào cái ảnh mà mình sẽ tập trung vào những cái profile của người ta làm công việc gì, người ta là con gái như thế nào, người ta muốn gì, người ta suy nghĩ như thế nào. Mình sẽ xem post status của người ta trên Facebook hay là Instagram, thì kiểu gì mình cũng sẽ biết nó có thú vị hay không. Ngoài ra bạn cũng phải cố gắng làm sao mà mình có thể ra khỏi nhà một chút xíu, có thể là đi bar. Bar? Cẩn thận đấy, không là đi luôn đấy. Bạn có thể đăng ký đi mấy cái show mà người ta hay tổ chức, có thể là fashion, nếu bạn có thể đi cả trung tâm thương mại nữa. Rất có rất là nhiều bạn gái có vẻ rất là hot mà hay đi một mình, họ đi làm gì, nhiều khi cũng đang cố gắng kiếm một người như bạn đấy. Nhưng mà con thích cô kia cơ, con phải yêu cô ấy bằng được. Thì mày cứ tính cô ấy đi. Con đi đây. Cảm ơn ông trời nhé. Ông trời cái gì? CJ đây này. Hả? CJ á? Sao mày có thể nói chuyện với tao? Thế mới là CJ chứ. Bố mày đi đây. Thằng ngu này, nó sao suốt ngày cứ bị chửi. Thế mày xịt nước ra chưa? Quên. Mày làm gì đấy? Xịt nước hoa chứ còn gì nữa. Ui dồi ôi, thế này thì chết rồi. Mày phải dùng những mũi hương lôi cuốn phải đẹp nhất chứ. Thế bây giờ tao phải dùng nước hoa gì? Từ từ đã. Đây.
Kelly thì thôi, kiểu gì mày cũng chết vì gái. Mày dùng cái đấy xong thì mày, mày cứ mua cái mới đi. Đã dày rồi lại còn được giảm 10%. Mày cứ nhớ mua bằng promo CJ Kelly là được giảm 10% đấy. Mà Kelly cũng bán rất nhiều đồ cho phụ nữ nữa đấy. Thì bạn có thể mua một cái gì đó tặng cô ấy. Ví dụ như là son hay là nốt quai là cái gì đó. Kelly bán nhiều lắm, mà cũng rẻ thôi nhá. Mày mua kiểu gì cô ấy cũng vui đấy. Điều thứ tư, bạn phải là một quý ông. Khi mà mày hẹn cô ấy, mày phải đến đúng giờ này. Mày phải làm một quý đàn ông, phải biết mở cửa cho cô ấy. Mày còn chưa có tôi cơ. Ừ, mày phải biết đổi mũ cho cô ấy nhá. Và nói thật nhiều lời khen cho cô ấy, cho cô ấy sướng, sung sướng đấy nhá. À quên, mày nhớ là phải luôn luôn lịch sự với cô ấy nhá. Mà không phải mới cô ấy thôi nhá, kể cả những người xung quanh, kể cả những người nghèo hơn mình là cái gì đó, luôn luôn lịch sự nhá, nhớ chưa? Thứ năm, cảm ơn CJ thôi. Hai. Cái gì? Là làm sao nữa? Thằng mất dạy này, cảm ơn tao chưa? Cảm ơn thì cảm ơn. Không có gì, chúc may mắn nhá. Sao anh lại cảm ơn em? Em mới là người phải cảm ơn anh chứ. À, anh dùng nước hoa gì mà thơm thế? À, nước hoa Kelly mà. Vậy lát nữa anh gửi link cho em nhé. Em mua tặng cho người yêu em. Em xin lỗi, em mua tặng cho ba. Và đây là 5 điều các bạn phải theo khi muốn kiếm người yêu. Nếu các bạn thấy video này thú vị và học được rất là nhiều thứ thì các bạn hãy nhớ bấm nút like ở dưới. Và CJ muốn dùng cơ hội này để xin cảm ơn Kelly đã tài trợ video này. Kelly là một người bạn của CJ đang sản xuất rất là nhiều đồ của nam, của nữ, kể cả nước hoa, son này, rất nhiều thứ. Nên nếu các bạn muốn mua sản phẩm của Kelly, các bạn có thể xem link Facebook của Kelly ở dưới nhé. Sản phẩm của Kelly đã rất là rẻ rồi nhá. Và CJ còn có thêm một bí mật cho các bạn nữa. Nếu mà các bạn muốn mua sản phẩm của Kelly, các bạn có thể dùng promo code CJ Kelly để mua sản phẩm của Kelly và các bạn sẽ được giảm 10%. Và đến là kết thúc video này. Nếu mà các bạn muốn theo dõi CJ nữa, các bạn nhớ phải bấm nút subscribe ở dưới và theo CJ trên Instagram, Facebook và fanpage của CJ nha. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.